Chúng ta đến để tôn vinh mẹ ở chốn này trong ngày hôm nay, trước một ngày kỷ niệm 55 năm đặt thánh tượng tại đây. Lời Chúa Thánh và tin mừng mà chúng ta nghe đã quen nhắc nhở cho chúng ta biết rằng một trong bảy lời của mẹ Maria mà lời quan trọng nhất chính là lời này: tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng với lời Thánh Thiên Thần Truyền. Vâng, chính lời này là mở đầu cho công trình tái tạo cứu chuộc của muôn đời. Đầu thai trong lòng mẹ do quyền năng Chúa Thánh Thần, chính lời này đã cất nhắc mẹ là mẹ Thiên Chúa. Cùng chính lời xin tin của chúng ta đã làm cho chúng ta đã được trở nên con cái Chúa. Xin vâng xin tin tuy hai mà một đó. Mỗi người chúng ta tôn vinh mẹ thì không phải noi gương mẹ, mà xin vâng xin tin trong suốt cuộc đời tình thế của chúng ta từng ngày một. Giờ đây kiểm điểm lại lòng tin của chúng ta. Tuy năm đức tin đã qua đi, chúng ta vẫn còn phải kêu xin Chúa nâng đỡ lòng tin còn yếu kém của chúng ta. Vì nhiều khi chúng ta tin một đảng sống một nẻo, danh đặng con cái của Chúa đấy, ấy thế mà thực tế chúng ta lại con cái của thế gian. Danh là con cái của mẹ Maria, ấy thế mà chúng ta lại con cái của ma quỷ. Vì lời nói việc làm cách sống của chúng ta không đúng như việc làm cách sống của mẹ, của Chúa Giêsu Kitô, con kia của mẹ. Và lúc này đây chúng ta khiêm tốn nhìn nhận như vậy, xin Chúa chúng ta để xứng đáng dành mầu nhiệm thánh lễ này. Tôi tôi nhân cùng Thiên Chúa toàn năng, thần thánh thánh thiên thần đang sanh và đang chi lên, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dân địa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
và cái lời chúng ta vừa nghe từ anh chị em chúng ta đã nghe nhiều lần. Cụ thể ngày lễ truyền tin cho Đức Mẹ 25 tháng 3, rồi ngày lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, và hôm nay đặc biệt ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tổ. Lời tin mừng này ghi lại 2 lời trong số 7 lời của Đức Maria mà Đức Cha Giuse giám mục chúng ta đây cách đây 6 năm, ngài đã được kính mời đến để giảng tĩnh tâm 5 cho linh mục đoàn giáo phận. Ngài đã triển khai 7 lời của Đức Mẹ Maria. Lời thứ nhất và thứ hai chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng đây. Lời thứ ba là lời chào bà chị họ Isabel khi mẹ đến thăm bà chị họ đó, cho lời thiên thần báo tin già nuôi rồi đấy, son trẻ đấy mà vẫn có thai con trai được 6 tháng. Rồi lời thứ bốn chính là lời mẹ ca tụng mà chúng ta vẫn thường nghe linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Nhạc sĩ Kim Long cũng đã đặt nhạc cho bài lời này, chúng ta đã thuộc lòng lòng. Lời thứ năm chính là lời khi gặp được con trẻ Giêsu sau 3 ngày tìm kiếm. Mẹ lên tiếng mà nói với con này, con xem cha mẹ vất vả tìm con. Đấy là 5 lời mà Thánh Luca ghi lại. Còn 2 lời sau cùng thì chính Thánh Gioan, người môn đệ quý yêu, người đã đứng kề bên mẹ dưới chân thập giá Chúa Giêsu Kitô, đã ghi lại trong phép lạ: Chúa biến nước lã thành rượu ngon. Họ hết rượu rồi con ơi. Chính mẹ đã phát hiện ra điều đó và đã thưa với con chị ấy. Vì mẹ biết rằng chỉ có mình con chị ấy mẹ đã được sống 30 năm mới có thể mà cứu vớt được cái đám cưới nửa chừng thì hết rượu, y như là cờ không có gió vậy. Nguy hiểm có thể đến rồi, đôi bên suy nhà cãi cọ nhau rồi đôi trẻ sẽ đường ai nấy đi. Và tuy rằng nghe lời con chị ấy nói, việc gì đến mẹ và con, giờ của con chưa đến, mẹ vẫn nói với thai nhân gia nhân: thầy bảo gì các chú cứ làm theo vậy. Trong 7 lời của Đức Mẹ được ghi trong tin mừng theo Thánh Luca và Gioan thì lời quan trọng nhất là lời: này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Chiến Thành Chuyên. Bài tin mừng hôm nay được tóm lại trong kinh truyền tin mà mỗi người chúng ta từ những em nhỏ mới học sinh tôi đứng lên đầu phải thuộc, và hầu như suốt năm phục vụ chúng ta cũng đã đọc kinh đó. Rồi tiếng chuông nhà thờ sáng trưa chiều gọi là thi truyền tin cũng tóm tắt bài tin mừng hôm nay, và đặc biệt nhấn mạnh đến lời xin vâng của mẹ Maria. Thì lời xin vâng này đã đền bù lại cái tội bất tuân của Eva dại dột nghe lời tấn quỷ cám dỗ mà lối lời như muốn ăn quả cấm rồi đưa cho chồng cũng ăn, rồi cả hai mất hết tình nghĩa với Chúa cho lấy trần chuông. Rồi cái tội đó đã di hòa lại cho cả hậu thế này. Lời xin vâng của mẹ Maria cũng mở đầu cho công trình tái tạo cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời Thiên Chúa đầu thai trong lòng mẹ do quyền năng Chúa Thánh Thể. Mẹ không nói xin vâng thì ngôi lời không xuống được đâu, như lời chúng ta vẫn đọc trong kinh truyền tin: này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền và giống cái ngôi thứ hai xuống thế làm người và cùng chúng tôi. Rõ ràng chúng ta thấy cái lời xin vâng này ngắn gọn nhưng quan trọng biết chừng nào, và cũng chính lời xin vâng này đã làm cho mẹ từ chỗ là nữ tỳ của Chúa được cất nhắc lên làm thân mẫu Chúa tôi muôn đời ca khen diễm phúc. Vì mẹ được phúc đón nhận ngôi lời đầu thai trong lòng mẹ do quyền phép Chúa Thánh Thần,
máu thịt của mẹ là máu thịt của ngôi lời. Thiên Chúa nhập thể là Chúa Giêsu Kitô vinh dự biết bao. Những lời xin ơn của mẹ Maria cũng nhắc cho chúng ta nhớ đến cái lời xin tin của chúng ta ngày mà chúng ta lãnh nhận bí tích thánh vậy. Chính cái lời xin tin này là phục hồi cái quyền nghĩa tử đã bị truất thử vì cái tội lây nhiễm cái tội nguyên tổ này. Với sáu lời xin tin đó, chúng ta đã nghiễm nhiên trở nên con cái của Cha trên trời. Rồi chúng ta qua lời chối của Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta lại có mẹ Maria làm hiện mẫu nữa, như là mẫu gương xin vâng xin tin của chúng ta trong suốt cuộc đời trần thế. Hôm nay giáo hội chúng ta, giáo hội Tà Bảo, một trong bốn giáo hội của giáo xứ Thánh Xuân và giáo xứ Tầm Cỡ, chẳng những trong Hà Thần Tân và trong cả giáo phận nữa. Ngày 7 tháng 4 năm 2006 là cuộc sinh năm đó, là ngày khai sinh giáo hội Tà Bảo tách ra từ giáo hội Fatima, đông đảo như một giáo xứ đến trên gần 600 hộ. Và chính mình giáo xứ Thánh Xuân có một giáo hội nhận đức mẹ Tà Bảo đây làm bốn mạng. Mà ngày lễ bốn mạng như chúng ta thấy đó là ngày lễ đức mẹ phu nhiễm nguyên tội, chính ngày này 8 tháng 12 năm 1958. Đã đạt được thách thức này. Bây giờ chúng ta thấy nguyên tượng đứng mẹ như vậy đó, nhưng mà dưới chỗ chúng ta biết cả cái một ngày lúc đó là thuộc quyền của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Cái mẹ đã bị móc mắt á, vì người ta nghĩ rằng hai con mắt đấy là hạt ngọc. Rồi Đức Mẹ làm bia đỡ đạn, Đức Mẹ đã bị chặt đầu. Không biết ai làm công việc đó thì chúng ta không biết, chỉ biết rằng vùng này là vùng của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Đức Mẹ làm bia đỡ đạn, Đức Mẹ bị móc mắt, Đức Mẹ bị chặt đầu. Nhưng rồi chúng ta thấy Đức Mẹ bây giờ vẫn nguyên truyền đây, nhờ công khó của bao nhiêu anh em trong đó. Có người trong giáo xứ chúng ta có máy ảnh đó, và đã đưa về cái máy ảnh đó làm cái tư liệu về Đức Mẹ Tà Bảo đấy. Có máy ảnh đó mới chụp được. Rồi là những khách gia Lê Phát đã từng làm nữa, đã thánh tượng người nhà thờ Thánh Xuân chúng ta mới có thể phục chế được cái đầu Đức Mẹ nguyên vẹn như hiện nay đó. Rồi chỗ chúng ta bây giờ thông thả lại đến đây tham dự đây. Phải nói không một trung tâm thánh mẫu nào trong nước, ít là trong nước Việt Nam chúng ta, không một trung tâm thánh mẫu nào lại có một quang cảnh đẹp đẽ như chúng ta thấy hiện nay đây. Trước mặt chúng ta đó là cái đồ kho trồng lúa bao la đây. Rồi bây giờ chúng ta tự do lên đây đấy. Tôi nhớ cách đây thì hơn 10 năm thôi, lúc đó còn làm cho xứ Hòa Thuận mà. Cũng có phái đoàn lúc đấy là đi viếng Đức Mẹ Tà Bảo. Và bị ngoan lúc đó thì sáng sớm là gọi tôi: "Thưa cha, xin cha thông cảm cho con, phải chịu thua thôi, xe với con không được phép tới đâu, đi thì chúng con về mất giấy lái xe, xin cha thông cảm." Và tôi cũng thông cảm, mái đoàn cũng thông cảm. Tôi nói lại việc đấy để nhiều nay chúng ta thấy được gương bao mẹ Tà Bảo đây bây giờ cũng đẹp đẽ lắm. Bây giờ chúng ta tự do lên đây, biết bao nhiêu không khó của vị điện nhân của các cha hiện giờ. Hôm nay giáo hội chúng ta là giáo hội duy nhất trong giáo hạt giáo phận và trong cả nước nhận Đức Mẹ Tà Bảo làm bốn mạng. Với ngày lễ chính và ngày mai thì ta một giáo phận sẽ dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa sau 55 năm đặt thánh tượng tại đây.
Và trong chấp hành chúng ta nhớ có ba thánh tượng. Và thánh tượng cũng không kém là khổ sở, là thánh tượng bây giờ đặt ở trên đồi. Bên nhà thờ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhà thờ đầu tiên của giáo phận. Tôi biết về thánh tượng này lắm. Năm 1962, thời đó là ông Nguyễn Quốc Hoàng, đại tá đó đang làm tỉnh trưởng. Và cha cố thì nội của tôi trong Linh Tông đó, đang làm cha hạt trưởng và đại diện của Đức Giám Mục. Đã thấy mẹ đặt ở lầu Hoàng. Nhưng rồi thời cuộc lúc đó rất là những nhân năm 1962 không thể đạt được. Bây giờ chúng ta mới thấy là sự quan trọng của Chúa. Vì giả như cũng đặt tượng đó tại lầu Hoàng thì 75 giáo cái mẹ đi tiêu hết rồi, xuống biển hết. Nhưng rồi bây giờ lại đặt ở bên cạnh nhà thờ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là đặt ấn đầu tiên và công nguồn phát sinh các đặc ân mà Chúa ban cho Đức Mẹ lạ lùng thay. Đến hội đàm thánh tượng đấy cho bạn tôi là cha Hoàng Thánh Huê cũng đã phải chịu khó du nhập lắm đấy, vất vả lắm mới có thể đặt tượng đấy lên đó. Bây giờ cũng chưa yên lắm đâu, lắm tập cầu. Trở lại với việc giáo hội chúng ta hôm nay, riêng chỉ mình giáo hội thôi đấy, không có đoàn thể nào chiều nay người ta mới tới thôi, rầm rầm rì rì lắm. Chúng ta chọn giờ phút này là giờ của Chúa Thánh Thần đây, xin chi diện xuống thì các công chủ có Đức Mẹ ở đó nữa. Đức Mẹ ở đâu? Chúa Thánh Thần đến đó là bảo chúng ta có Đức Mẹ đây, rồi Fatima, rồi Lỗ Đức, rồi La Va, cả cháu xứ thanh xuân chúng ta đều nhận Đức Mẹ làm hiền mẫu của mình theo lời chối của Chúa Giêsu trên thập giá, vinh dự nhất chừng nào. Xin cho tất cả chúng ta hôm nay đến dâng thế lễ mừng Kính Mẹ đây, nhưng không phải chỉ có ngày hôm nay, không phải chỉ dân lễ chút này, mà chúng ta còn tiếp tục thánh lễ tôn kính Mẹ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để lời xin vâng của Mẹ Maria. Và lấy một nhạc sĩ Mỹ Trầm á, đã đặt cái bài Xin Mẹ dạy con tiếng xin vâng rất là đơn sơ thấm thía, thì kết hợp với lời xin tin của chúng ta, xin Mẹ giúp cho tất cả chúng ta tin sao sống vậy. Để danh xưng là con cái Chúa, là con cái hiền mẫu Maria, thì trong thực tế đời sống chúng ta, bản thân mỗi người, từng nhà, cả xứ chúng ta, cả giáo hội chúng ta cũng phải là con cái của hiền mẫu Maria tả bao, con cái của Cha trên trời. Để lời kinh tế chính chúng ta sắp tức lên trên xứng đây, không phải chỉ đầu cuối cửa miệng, mà chúng ta đã tin sao sống vậy trong cuộc đời chúng ta. Mong sao được như vậy. Nguyện xin được say đắm trong tình người Maria trên vương bên yêu lòng con say xưa cùng đàn hương trầm lắng. Maria trên vương bên yêu mẹ ơi, xin nhớ tay bàn hồng ấm tràn đầy trên đôi môi mềm.